Vì sao dòng máy trợ thính không dây lại được nhiều người sử dụng nhất? Và xin chào bà con ha, đây là một dòng máy không dây HB23B mẫu sản xuất tại Nhật luôn ha. Thì trên thị trường có rất là nhiều dòng máy khác nhau, dòng máy trợ thính có dây nè, rồi dòng máy trợ thính không dây và dòng máy trợ thính siêu nhỏ. Thì dòng máy trợ thính không dây là công suất tầm trung bình và được nhiều bà con mình sử dụng, tại vì cái lứa tuổi sử dụng nó rất là rộng, cỡ từ 20 tuổi cho đến 70 tuổi luôn, và âm thanh nó tầm trung ha. Còn nếu mà như ông bà mình lớn tuổi hơn nữa đó thì nên chọn dòng máy trợ thính có dây, tại vì cái đây là cái công suất to nhất, mặc dù máy nó rẻ tiền hơn, nó chỉ có 1.280.000 thôi, nhưng mà dòng công suất này lớn, dành cho ông bà mình lớn tuổi và dễ cầm nắm hơn. Những cái bạn trẻ như sinh viên á thì mình có thể chọn cái dòng này, cái dòng siêu nhỏ này có thể nhét vào lỗ tai luôn ha. Nó mắc tiền nhất trong các dòng sản xuất của Nhật, nó là 3.700.000 đó, nhưng mà cái công suất nó sẽ yếu. Nếu mà như cô chú mình muốn thử thì có thể ghé Nam Việt Shop để có thể thử dòng máy này nha. Còn đây là dòng máy được nhiều người sử dụng nhất luôn, tầm trung, và giá thành nó cũng tầm trung luôn, và công suất nó cũng khá là rõ, và nó thời trang phù hợp cho những người còn trẻ cho đến những người trung niên luôn. Rồi, nếu mà có gì thắc mắc thì bà con mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để biết thêm thông tin nha. Hoàng Sơn có những video hướng dẫn cách lựa chọn và cách sử dụng dòng máy này rồi. Đây là dòng máy trợ thính chính hãng của Realnet ha, sản xuất tại Nhật. Rồi, có gì thắc mắc thì hẹn gặp lại bà con ở video sau.